Thưa bà con, thưa các bạn, thì tính tới thời điểm hiện tại thì coi như là cơ bản đã hoàn tất cái dãy chuồng nuôi chim gà đẻ của mình nha các bạn. Đó. Các bạn thấy tất cả đều đã xong, thì bên bên cái phần chăn nuôi thì coi như đã xong, phần bạt đồ này kia cũng đã căng cho nó hết rồi. Các bạn thấy thì cái thời gian làm của cái chuồng này thì nó kéo dài rất là lâu, khoảng 2 tháng mấy, 3 tháng gì đó các bạn. Thì cái lý do chậm là thứ nhất là mình vừa làm mà mình vừa chăn nuôi, mình vừa phát triển chăn nuôi, mình vừa đi mua bán các loại này kia đó, rảnh thì làm, còn không rảnh thì thôi. Dưới hơn nữa là cái điều kiện ở đây nó vật tư đều nó chuyển vô rất là khó khăn, cho nên là nội cái lúc mà đợi bơm cát á, làm xong hết rồi cái nền đợi bơm cát không cũng mất hết cả tháng hơn gì nó mới bơm cát được, cho nên thời gian nó kéo dài rất là lâu. Dưới thợ thì chủ yếu là mướn mấy anh em trong nhà làm tay ngang không à, cho nên là nó cũng khá là chậm so với thợ thợ chính ở ngoài. Thì các bạn thấy tổng của cái chiều dài này thì nó là 36 mét các bạn. Tổng cái chiều dài này là 36 mét. Đó. Đi một vòng các bạn xem. Tổng cái chiều dài là 36 mét. Chiều ngang của nó là chắc hơn 5 mét các bạn, tại vì mỗi một cái mái che bên đây là để mình đi sập mũ cho nó đựng mưa nè, thì nó khoảng hơn 5 tấc, 6 7 tấc, gần này chắc khoảng 8 tấc các bạn. Mỗi bên 8 tấc. Để đi một vòng cho các bạn xem. Gà phải không? Gà nó thì nó ra tao mới lụa vô nó đi ra mà đó đó. Nó bắt nó vô. Các bạn thấy hai bên đều đã căng mủ hết nha các bạn. Bên đây cũng vậy, bên đây cái máy bên đây cũng khoảng 7-8 tấc gì đó. Đang mình chừa ra đặng mình đi, ví dụ mưa mình đi cho mình sập cho mủ rồi xuống cho nó khô ráo nè. Chứ để nếu mà làm, thứ nhất là các bạn nếu mà rút kinh nghiệm của mấy cái chạy kia, làm cái máy đường đi này nè, mà mình làm hà tiện quá, mình làm nhỏ quá thì mưa, thứ nhất là mưa nó sẽ tạt vô con gà, mưa nó tạt vô mấy ô này nè đó, mưa nó tạt vô mấy ô. Thứ hai nữa là mình đi mưa, tại vì bằng ngày ví dụ trời mưa quá, giông bão quá thì mình cũng phải đi mình sập mũ xuống mình che cho nó, thì mình cũng không bị ướt luôn. Còn lọt lòng từ từ đây qua tới bên bên đây luôn á là 4 mét các bạn, 4 mét. Thì mình chừa có lối ô, cái lối đi chính giữa là 1 mét đó, mình chừa có lối đi chính giữa là 1 mét rồi. Mỗi một ô như vậy đó là 1,5 mét vuông nha các bạn, mỗi một ô mình nuôi như vậy là 1,5 mét vuông. 1,5 mét vuông thì mình nuôi chim, hay là gà đẻ gì cũng được chứ các bạn. Cái này nó áp dụng cho chim với gà đẻ, ở đây mình vừa nuôi chim vừa nuôi gà đẻ luôn. Chim chỉ thì ở đây mình nuôi một con trống, năm con mái các bạn. Bộ này thiếu. Thì 36 mét này thì mình làm được 44 ô chuồng à, tại vì mỗi một dãy bên là 22 ô chuồng, tại vì mình chừa một cái căn cuối để làm một cái nhà kho. Nhà kho là ví dụ như anh ba bằng đêm anh có ra đó anh ngủ luôn, anh ngủ anh giữ luôn đó. Còn lại là làm được 44 ô chuồng, thì các bạn dự tính là ví dụ như 44 ô mà ví dụ các bạn nuôi gà hay là nuôi chim về một một con trống mà 5 con mái thì nó ra là hơn 250 con, nó ra là hơn 250 con chim. Thì các bạn ấy ở đây thì chỉ bạch của mình nó cũng đã đẻ rồi nha các bạn. Chỉ bạch của mình thì cũng đang đẻ, bắt quả giống đi.
đang có nhiều bạn cũng cũng muốn biết được cái chi phí tổng chi phí của cái một cái giải chuồng như thế này là bao nhiêu. Thì cũng nói thiệt với bà con các bạn luôn là ban đầu là dự kiến là hồi chưa xây á là sẽ bỏ ra 60 triệu để làm, nhưng mà sau đó thì 60 triệu đó nó hết thì bỏ ra tiếp 20 triệu làm cũng hết luôn, rồi nó mua rất là nhiều thứ linh tinh lăng tăng nữa. Nói chung là nó khoảng hơn 80 triệu, từ khoảng 80 triệu tới 100 triệu các bạn, tại vì hết biết đường tính luôn rồi. Tại vì làm thiếu tiền cái bắt đầu đi bán chim cái đắp vô làm, thiếu tiền cái bán chim đắp vô làm suốt như vậy đó. Cho nên là nó té ra rất là nhiều tiền. Nói chung là cái chuồng này nó té ra, nó đẻ ra cũng như là cái nhà vậy các bạn. Bà con các bạn nào bằng nhà thì biết nó té nó đẻ ra rất là nhiều. Các bạn thấy ở đây thì ngoài cát đá xi măng sắt lưới B40 rồi tất cả mà thứ linh tinh lăng tăng nên nó tùm lum hết. Thì cái dải chuồng mình nó dài nó lớn thì mọi thứ các bạn thấy tưởng đơn giản thôi nhưng mà nó cũng tốn rất là nhiều tiền. Các bạn nói thí dụ như những cái cọng dây rút này nè, những cái cọng dây rút này thôi đó là cũng mấy trăm ngàn tiền cộng dây rút rồi nè. Đó, các bạn thấy ở đây điện á, ở đây đường điện thì mình đi đường điện lớn luôn các bạn thấy đường điện lớn luôn không, rất là làm nó như làm rất chắc chắn luôn. Tại vì mà có một cái mấy cái clip trước á, mình hướng dẫn cho các bạn làm những cái chuồng đơn giản ít tốn kém á, thì ví dụ như mình nuôi tạm để coi thử cái thức chăn nuôi mình có được không á, thì bắt đầu mình làm tiếp á, thì nói chung là cái chuồng mà nó đơn giản á, thì ví dụ các bạn làm cây lá tạm bợ thì tất cả các vật dụng nó đều tạm bợ theo hết. Ví dụ như chuồng bằng cây bằng lá thì cái nắp trên đồ này kia cũng bằng giấy rồi cô tông hay manh bao rồi mình che tạm bợ thì tất nhiên là nó không tốn tiền không vậy. Còn các bạn làm một cái dải chuồng cố định như thế này thì tất cả đòi hỏi nó phải cố định theo, ví dụ như hệ thống điện nè, nói chung tất tần tật mọi thứ nó đều phải mang tính chất cố định theo luôn đó. Thậm chí nó còn hơn cái nhà của mình đó, cái nhà đi đường điện nhỏ nhỏ không chứ cái này là kéo điện riêng nó luôn và đi cái đường điện bự luôn, đặng mình đốt đèn mình sưởi ấm rồi cho nó luôn đó. Các bạn thấy nó rất là tốn kém, tại vì người ta thường nói mà xe mình cất cái nhà hay là nói chung là cái giống cái là nó phải đẻ thôi các bạn. Cái này là kêu bằng cái chuồng thì nó phải đẻ thôi chứ không phải kêu bằng cái đực chắc nó không đẻ đó. Gà vẫy cá, gà đại cát nha các bạn, hầu như là cũng muốn bít hết mấy cái ô này rồi. Mai mốt là chắc là không có nuôi chim chỉ xanh đỏ trong đây đâu. Dời qua mấy cái dải chuồng bên kia để toàn bộ những cái này để mình nuôi chủ yếu là chim chỉ bạch với gà sư tử ba lan với gà giấy cá à. Đó, chủ yếu gà sư tử à. Đó, thì cái phần chi phí là vậy. Cái phần hôm nay tôi tính cái phần nói là để sẽ ghi lại chi tiết cụ thể, nhưng mà công chuyện nó lu bu quá rồi, nó tới hoài luôn rồi, với hơn nữa nó té tiền ra rất là nhiều cho nên là không có ghi chi tiết tỉ mỉ được đó. Bây giờ nó chỉ đại khái cho bà con và các bạn mình biết đây là cái dải chuồng này nó tầm khoảng từ 80 tới 100 triệu đó, nó tốn rất là nhiều, mình cũng không hết biết đường nhớ nổi, tại vì mình làm lắc nhắc thì có nhiêu cái mình gom vô mình mua lắc nhắc cái dài 300, cái dài 3 triệu, dài 300 thì 1 triệu suốt. Nó té tùm lum thứ chứ. Bạn nào làm thì rồi thì bạn đó sẽ biết chứ, sẽ biết nó sẽ té như thế nào thôi. Còn các bạn còn bên trong bên đây thì dự kiến là sẽ làm một cái kho chứa thức ăn. Nhưng mà anh ba hôm nay thì anh đem cái bộ vạc ra để anh ngủ luôn. Tại xung quanh mình đất mình chưa có làm hàng rào hết các bạn, cho nên ông sợ tối bằng đêm ăn trộm hay gì đó, ông ra đêm ngủ luôn. Coi như là chừa lại một căn cuối để
làm cái nhà chòi. Nay quay tỉ mỉ cho các bạn xem để các bạn biết được cái số tiền nó đại khái khoảng vậy đó. Dự kiến là sẽ làm cái nhà thủy tạ đó để ví dụ khách tới thì có chỗ để ngồi, khách ngồi uống nước trà hay là này kia đó, rồi với anh ba rồi đó anh ngủ, anh bằng đêm anh ngủ luôn. Nhưng mà chưa có tiền để làm thì bây giờ tạm thời ở đây. Này toàn bộ thì làm hệ thống uống tự động hết nha các bạn. Toàn bộ làm hệ thống uống tự động hết. Cái hết nước thì nó không ra. Các bạn thấy cái mấy ô chuồng này mà làm thủ công chắc chết thôi. Hết nước. Hết nước hàng chi không ra. Đó, các bạn thấy không? Mang ăn mang uống tự động. Rồi, Gose Combe đã trứng rồi nha các bạn. Hồi đó mình cất nhà không vậy? Cất nhà ai tính được chứ mình tính không được các bạn ơi. Có nhiều tiền tại mình làm hàng tháng có nhiều tiền cái gom vô làm. Tính bây giờ thì nó không có tính được. Mấy máy tự động này nó hay bị xúc, nó hay bị vuột quá. Rồi, video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một ít thông tin về cái chi phí cho một cái trại như thế này thì nó đại khái là nó khoảng hơn 80 triệu các bạn, hơn 80 triệu. Thì rất mong là trong thời gian tới sẽ tiếp tục được bà con và các bạn ủng hộ để công việc chăn nuôi ngày càng phát triển. Đặc biệt là bà con và cô bác đang xem video nhớ đăng ký ủng hộ kênh Chăn Nuôi Miền Tây. Xin cảm ơn bà con và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tup, 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 tup.